Rồi, chào anh Đỗ Sinh, xin chào các bạn nhé. Đỗ Sinh cùng với các bạn chúng ta lại đi dạo chợ hoa cây cảnh thị xã Sơn Tây phiên sáng chủ nhật 14 tháng 7 2019. Anh hút thuốc ơi, có cây nào cây mai chiếu thủy mini đẹp đẹp không anh? Không có à? Đây là cây nhớn tầm nhỏ rồi, không phải mini. Cây này thì lại dáng hơi xấu. Mình tìm một cái cây mà nó một thân dáng trực thôi. Đằng kia có hai cây nhưng mà lại lỗi nhiều quá. Kia anh có cái gì mà anh để dáng hoành cái ổi à? À cái này nhìn xa xa nhìn cái dáng hay nhỉ? À được. Ổi ta. Cái ổi này bao tiền anh? 1,5 triệu à? Đây gặp nhiều những cái cặp duối dáng trực văn nhân tựa giống nhau. Quầy này cũng có một cặp nhưng mà cặp của quầy này là chiều cao là thấp nhất đấy. Cặp duối này bao tiền? Cặp duối này bao tiền anh? Tức là 1,000,000 một cây à? Ừ. Cây khế gân kia giá bao nhiêu anh? Cây khế gân này hay, 7 triệu à? Cây xanh này bao tiền anh ơi? 2,5 triệu. Ồ cái này không tháo đi. Cái này là 9 giây rồi. 2,5 triệu. Anh mà không tháo là chỗ này nó phù lên đấy. Cổ nó phù lên đấy. Tháo khẩn trương. À, những cái dòng cây duối tầm nhỏ để xem hàng này báo giá bao nhiêu. Nếu không nhầm thì chỉ khoảng 500-600 một cây. Anh ơi, đây có hai cây duối tầm nhỏ này giá bao nhiêu?
Mấy? À, 300 một cây. Hay quá nhỉ. À, không có chậu. À, tôi thấy cái anh có cái khế, cái thân cũng là rất là nghệ thuật đấy. Cây me. À, cây me có cái củ lớn nhỉ. Cái thân gốc lớn đấy. À, bonsai tầm nhỏ nhưng mà cái chiều cao rất là thấp nhưng mà được cái bệ. Cây me này bao nhiêu tiền anh ơi? À, 2,5 triệu. Và trong khi tôi đi chia sẻ, tôi đến một cái hàng này, tôi thấy có một cái chị mà chị bán tấp nập từ sáng đến giờ, tiếp khách liên tục, mặc dù chỉ là những cây hàng hoa. Hoa thủy tiên. À, tôi thấy chị cứ gói hàng liên tục thôi, cứ hết túi nọ đến túi kia. À, lại có người vẫy tay đến đây mà lấy tiền đây này. Ôi, bác mua cái loại dây to thế nhỉ? Tôi còn cần to hơn nữa. À, cần to hơn nữa thì nó mới khỏe, nó giữ được. Bác ở bên Vĩnh Phúc à? Không. À, người Sơn Tây à? Vâng, đây là hàng mà chuyên bán dụng cụ bonsai, cũng như là những cái dây quấn để làm tay cành. Một quầy hàng có uy tín trong khu vực chợ. Tức là nhà mình ở Võng Xuyên à? Em
Cống Xuyên thì để hôm khác mình xuống đi, độ giữa tuần đi. Bởi vì hôm nay mình bận có khách rồi, có mấy anh em khách ở dưới Hà Nội và Hà Đông, họ sắp lên đến đây xong cùng với mình về câu lạc bộ trên vườn nhà mình chơi trên Ba Vì. Bạn ở Võng Xuyên thì từ phố gạch đi ra khoảng 5 cây đi. Từ phố gạch đi ra khoảng 5 cây thôi gì? Không, đến thì 2 cây. 2 cây thôi à? Võng Xuyên mình tưởng ở ven đê chứ. Không, em Lục Sơn Võng Xuyên. À thế thì ngay đấy, ngay đây. Rồi. 0968. Video nào chẳng có số của tôi. À của bác em có thôi. Được rồi. Thôi thế thì sang giữa tuần anh điện cho tôi đi. Bây giờ không cần thiết. Khoảng độ thứ 5 đi. Cái muốn cho bác xem một số cây thì em nhiều cây to. Được rồi, nhất trí nhá. Có gì mà có khách có thì là người ta thích. Chủ yếu là sung à? Sung mới thôi. Được rồi, nhất trí nhá. Được rồi, nhất trí. Rồi. Giữa tuần nhá. Được rồi. Vâng, anh móc ví hay là móc điện thoại đây? Móc ví hay móc điện thoại đây? Vâng, ở đây tôi thấy là mẹ con nhà chị bán hoa và bán đồ dụng cụ bonsai rất tốt. Rất nhiều người tìm đến để mua. Bởi vì không những chỉ về giá cả mà kèm theo chất lượng cũng rất là đảm bảo. Cháu đọc chậm cái số điện thoại của cháu để cho anh em làng chơi trên cả nước được biết ở số điện thoại cháu là 0989 97975. 0989. Vâng, 9797. 97975. Vâng. Rồi, cảm ơn cháu. Vâng. Tôi đi để ý ở các quầy hàng bán hoa cây cảnh thì chính ở cái quầy này tôi cảm thấy vui nhất. Mua bán tấp nập, mua nhanh bán chóng. Các bạn muốn sắm dụng cụ bonsai cũng như là những cái dây cuốn đến với chợ hoa cây cảnh thị xã Sơn Tây và đến với quầy hàng trước ống kính của Đỗ Sinh. Sẽ đáp ứng được cho các bạn tất cả. Và đến đây Đỗ Sinh xin dừng cuốn video này để chúng ta tiếp tục đi thăm những cái quầy chợ trong phiên sáng hôm nay. Đây,
Vâng, và hôm nay ông bạn Trung Tây Mỗ của tôi từ Hà Nội lên đây lên Ba Vì về thăm gia đình nhà Đỗ Sinh. Và qua chợ Sơn Tây ông ấy mua một con chim. Vạch áo ra cho người xem lưng cái nào. Vạch áo cho ông xem cái. Vạch áo cho người xem lưng cái, chưa chi đã che đậy kín quá. Đây, à, tên nó là con mi phải không? Vâng, con mi giá trị cả lông cả chim là 2 triệu rưỡi. Các anh vừa mới có một cuộc giao dịch. Chúc mừng hôm nay là chim của anh Trung rất đẹp. Vâng. Em nói anh Trung. Vâng. Thế và tôi xin phỏng vấn ông bạn đồng hương của tôi, gái, thế nhà anh bây giờ có bao nhiêu con chim tất cả? Nhà em nhiều lắm. Nhiều ạ. Tính ra 6-70 con. 6-70 con. Nhưng mà con chim nhiều nhất, tiền nhất nhà anh bây giờ là bao nhiêu tiền ạ? Bây giờ nó ít rồi. À. Trước nó mới là nhiều tiền. Dạ. Bây giờ nó sàn sàn nó vài triệu. Vài triệu một con thôi. Thôi được rồi. Không như ngày xưa mới là nhiều tiền. Vâng, xin cảm ơn các anh đã có một cái cuộc giao dịch một chú chim nho nhỏ, một chú họa mi. Đi, chúng ta chia tay với chợ Sơn Tây.